Ngày 3 tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn, bắt 18 đối tượng, thu giữ 13 siêu xe gồm Mercedes, Porsche cùng số lượng lớn tiền mặt, máy móc thiết bị. Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7 năm 2021, đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm thành lập chuyên án để điều tra đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng trên mạng. Đến tháng 8, tổ công tác phát hiện một thành viên trong đường dây là Nguyễn Văn Thành đang mang theo người 800 triệu đồng khi kiểm tra hành chính. Do không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên Thành và một người đi cùng đã được tổ công tác đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 18 đối tượng, trong đó người cầm đầu là Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi người chơi nạp tiền thì bọn em chơi thì người chơi với nhau thì bọn em sẽ ăn tiền phế phần trăm trên người chơi đặt cược. Điều tra bước đầu cho thấy số tiền thu lợi bất chính từ các giao dịch qua game lên tới 1.500 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng sử dụng để chi tiêu cá nhân và mua những căn hộ cao cấp, siêu xe hạng sang. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 9 tỷ tiền mặt, 20.000 đô la Mỹ, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản. Số tiền còn lại, lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh và thu giữ. Thông qua tài khoản YouTubePay để rút tiền, mỗi một loại rút tiền của đối tượng giao cho một nhóm để đi ra các cây ATM cầm theo cái mã giao dịch, tôi bấm vào cái mã giao dịch đó thì đối tượng ở nhà thì sẽ thực hiện thao tác là chuyển mã OTP vào cho đối tượng đang đứng ở cây ATM để rút tài khoản đấy. Thường là cũng cách một ngày là các đối tượng rút khoảng tầm 1.6 tỷ qua cây này. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.